Bây giờ bác ấy lên xem rất nhiều anh em, rất đông đấy. Đấy, anh này có vẻ quen hơn đấy. Anh mảng bé thì anh cứ dùng chân ngắn thôi, không cần nói. Sotaro, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt. Chỗ suối khoáng em ạ. Đây bác kỹ thuật đang dẫn trộn vữa này. Đấy. Ok, tí phun tôi sẽ quay cho anh em xem nhá. Đấy. Thì bây giờ là cho mẻ đầu tiên này. Đây, hướng dẫn các anh em làm máy, sử dụng máy này. Vừa ra đều đẹp lắm anh em nhé. Đây. Ra trong này, hôm nay tôi đã phun ở trong này. Đây, trường vừa phun đây nhá. Đấy, bác cái phun nước đèn này. Đấy. Chỗ nào chiều nó chưa long xuống này. Đấy. Đấy, nếu mà anh em phun đủ là nó sẽ phẳng luôn đấy. Bây giờ bác ấy lên xem rất nhiều anh em, rất đông ở đây. Đây các bác tập phụ đây. Đấy, tập phụ cũng lên xem máy cũng nhanh các bạn. Đây làm đo mốc đây. Mốc kìa. Đây các bác đang tranh nhau phụ này. Đấy, anh em chúng tôi vừa phun 3 bước này các bạn. Đây. Đấy. Này là anh em đang cắn mốc này. Đấy. Đây đang cắn đứt dây anh em nhé. Đời ông đi được rồi, mình chắc cháu. Đây anh đây, cắt này. Đây cắt nơi này. Đấy. Quả khí bao năm đấy, anh này có vẻ quen hơn đấy. Anh mảng bé thì anh cứ dùng chân ngắn thôi, không cần nói. Chuẩn đấy anh ạ. Đấy. Bảo ấy bảo chuẩn bị trong trung ương họ xuống là chỉ
Đây, đến mốc của anh mà. Anh rất vui tính em ạ. Cái vữa ướt này mà anh mà cắn bằng nước nhôm là nó xô tường luôn. Sô tha đồ, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt.